Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, bắt đầu từ tối ngày hôm qua, Nam Kinh hứng chịu một đợt mưa lớn mới. Mưa như trút nước tính đến 14 giờ chiều ngày hôm nay. Lượng mưa trung bình ở khu vực đô thị chính của Nam Kinh là 181mm, mực nước các sông hồ nội địa trên toàn lưu vực dâng cao. Theo dự báo của Cục Khí tượng Nam Kinh, dự kiến từ chiều nay đến sáng mai ở Nam Kinh vẫn có mưa to cục bộ với lượng mưa tập trung từ 50-100mm. Cục bộ có nơi từ 120-150mm. Từ chiều mai đến đêm ngày kia, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc. Lượng mưa ở Nam Kinh sẽ suy yếu. Tuy nhiên, đến ngày tiếp theo, vành đai mưa sẽ lại dịch chuyển về phía Nam. Trong thành phố vẫn sẽ có lượng mưa lớn. Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Trụ sở Phòng chống hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Giang Tô, từ 8 giờ sáng ngày hôm qua đến 14 giờ chiều ngày hôm nay, lưu vực sông Tần Hoài có mưa lớn với lượng mưa tích lũy trên bề mặt là 180mm. Bị ảnh hưởng bởi thủy triều dâng cao của sông Dương Tử, mực nước của toàn bộ sông Tần Hoài đã tăng lên nhanh chóng. Mặc dù Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đã xả nước lũ tại tất cả các công xả của Vũ Đỉnh Môn và cửa sông Tần Hoài với tốc độ dòng chảy là 569m³ mỗi giây, đến 14 giờ ngày hôm nay, mực nước tại trạm Đông Sơn đã lên 10,79m, cao hơn mực nước cao nhất lịch sử 10,74m năm 1991 là 0,05m, mực nước tiếp tục dâng cao. Hiện tại, các quận, huyện ở Nam Kinh và Trấn Giang đang dốc toàn lực phòng chống để đảm bảo an toàn cho việc kiểm soát lũ lụt trong lưu vực. Tại khu vực đô thị Nam Kinh, công tác kiểm soát lũ lụt cũng đang diễn ra sôi nổi. Các cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý Đô thị thành phố đều được huy động làm công tác chống ngập. Các thiết bị đều hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn dữ dội nên mực nước các sông hồ nội địa toàn lưu vực Nam Kinh vẫn đang dâng cao. Hồ Huyền Vũ đang tiến sát ngưỡng cảnh báo, mực nước các sông nội địa và sông Dương Tử đã đạt ngưỡng cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, mưa xối xả sẽ tiếp tục và việc kiểm soát lũ lụt đô thị sẽ đối mặt với một tình huống cực kỳ bất lợi. Ngoài ra, do ảnh hưởng của lượng mưa, Cục Khí tượng quận Giang Ninh, Nam Kinh và Cục Tài nguyên và Đất đai đã cùng đưa ra một báo cáo đặc biệt về dự báo cảnh báo sớm cất thảm họa địa chất. Tính đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, lượng mưa tích lũy trong khu vực từ 87,5mm đến 255,2mm. Khu vực trung tâm và phía bắc của quận Giang Ninh có lượng mưa tương đối lớn, trong khi khu vực phía nam có lượng mưa yếu, tất cả đều đạt ngưỡng mức độ mưa lớn. Theo phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất, liên tục trong những ngày tới, Giang Ninh sẽ vẫn chịu ảnh hưởng của mưa to với lượng mưa lớn. Thời tiết mưa nhiều, đặc biệt là mưa lớn ngắn hạn, là yếu tố quan trọng gây ra các tai biến địa chất như trượt, lở đất, sụt lún mặt đất. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát các nguy cơ tiềm ẩn của thiên tai địa chất, đồng thời đảm bảo nhân viên túc trực 24/24 giờ. Thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt. Thưa quý vị, tính đến 10 giờ ngày hôm kia, 96 quận huyện trong 10 thành phố và một quận ở Thiểm Tây đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kể từ ngày đầu tháng. Dân số bị ảnh hưởng là 4,1125 triệu người, với 50 người chết và 8 người mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của tỉnh do thiên tai là 5,728 tỷ nhân dân tệ. Theo số liệu của Cục Khí tượng Thiểm Tây, từ gần 20 ngày qua, lượng mưa trung bình toàn khu vực ở tỉnh Thiểm Tây là 244,6mm, cao nhất trong cùng thời kỳ lịch sử kể từ năm 1961. Trên địa bàn tỉnh có 165 trận mưa dông và mưa bão. Các trạm ở Quan Trung và miền Nam Thiểm Tây, cả hai đều có lượng mưa nhiều nhất trong cùng thời kỳ lịch sử kể từ năm 1961. Theo thống kê kiểm tra được báo cáo bởi các phòng công vụ của nhiều quận ở Thiểm Tây, tính đến 10 giờ sáng ngày hôm kia có 96 quận, huyện trong 10 thành phố và một huyện của tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Có 4,4125 triệu người bị ảnh hưởng, 50 người chết do thiên tai, 8 người mất tích, 485.500 người phải di rời khẩn cấp, trong đó 150.000 người di rời vì lý do an toàn. 250.800 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 256.300 ha hoa màu bị tàn phá, thiệt hại kinh tế trực tiếp của tỉnh do thiên tai là 5,728 tỷ nhân dân tệ. Mưa lũ ở Việt Nam, Tây An và Hàm Dương rất nghiêm trọng. Các loại cây trồng như ngô và rau vụ hè bị thiệt hại nặng nề. Từ 2 ngày trước, Trung tâm Gây Quỹ và Cứu trợ Thiên tai tỉnh Thiểm Tây đã khẩn trương phân bổ các loại vật tư cứu trợ thiên tai trong kho chứa vật tư cứu trợ thiên tai của tỉnh, theo yêu cầu thông báo của Ban dân chính tỉnh.
Tính đến ngày hôm nay, 10.500 chân bông, 2.050 áo khoác bông, 1.000 lều đơn rộng 12m², 2.200 giường gấp, 100 túi ngủ và 2 bộ đèn tự phát đã được phân bổ cho nhiều nơi ở Thiểm Tây. Hiện tại, hàng cứu trợ đến các nơi vẫn đang được khẩn trương phân bổ. Theo yêu cầu của Bộ Chính quyền tỉnh Thiểm Tây, Ban Nội chính của tỉnh đang lập kế hoạch khôi phục và xây dựng lại nhà ở sau lũ lụt, đồng thời yêu cầu các sở dân chính của tất cả các thành phố và quận tiến hành công việc tái thiết như sớm nhất có thể. Thưa quý vị, một trận động đất lớn đã xảy ra tại huyện Lục Điếm, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc lúc 4 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương ngày hôm thứ Năm tuần này. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc đo được cường độ của trận động đất là 6,5 độ Richter với độ sâu tiêu cự là 10 km. Theo Cục Dân chính tỉnh Vân Nam, trận động đất đã khiến 617 người thiệt mạng và 3.143 người bị thương. Gần 230.000 người phải di rời khẩn cấp, gần 80.000 ngôi nhà bị sập và 120.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Một trận động đất lớn đã xảy ra tại huyện Lục Điếm, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào lúc 4 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ United States Geological Survey USGS đã đo được cường độ trận động đất là 6,1 độ Richter và mạng địa chấn Trung Quốc đo được cường độ của trận động đất là 6,5 độ Richter. Theo dữ liệu của USGS, tâm chấn nằm cách thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam 29 km về phía Tây Nam, có tọa độ 27,245 độ Vĩ Bắc và 103,427 độ Kinh Đông với độ sâu tiêu cự là 10 km, gia tốc bề mặt tối đa là 948,5 gan. Tương ứng với trận động đất mạnh 7 độ Richter, chủ yếu ở các khu vực gần tâm chấn, chẳng hạn như thị trấn Long Đầu Sơn, tâm chấn của trận động đất này nằm ở nơi tiếp giáp của mảng Ấn Độ và mảng Á Âu. Mảng Ấn Độ siết chặt và va chạm với mảng Á Âu về phía Tây Bắc với tốc độ khoảng 51mm mỗi năm. Theo giải pháp cơ chế đầu mối của USGS, trận động đất này được tạo ra bởi sự lệch vị trí đứt gãy trượt nông. Theo số liệu của Cục Dân chính tỉnh Vân Nam, trận động đất đã khiến 617 người chết và 3.143 người bị thương, gần 230.000 người phải di rời khẩn cấp, gần 80.000 ngôi nhà bị sập và 120.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, trận động đất đã gây ra sạt lở, làm gián đoạn nhiều tuyến đường và hình thành hồ chắn đường. Chính quyền địa phương đã sơ tán an toàn hơn 4.200 người dân bị ảnh hưởng ở thượng và hạ lưu hồ chắn đường. Các vấn đề chính do trận động đất gây ra bao gồm một số lượng lớn các tòa nhà bị hư hại, các sườn dốc bị sập, các con đường chính bên ngoài và các cơ sở hỗ trợ sự sống bị gián đoạn. Khu vực xảy ra động đất nằm ở phía đông bắc dãy Vô Mông trên cao nguyên Vân Nam. Nơi đây có môi trường tự nhiên khắc nghiệt, cấu tạo địa chất phức tạp, độ cao nhất là 2.780m, thấp nhất là 520m, chênh lệch độ cao 2.260m. Đá rơi, sụp đổ và sạt lở đất là phổ biến trong khu vực động đất sau trận động đất này. Đá lở và lở đất gây ra thương vong lớn và thiệt hại cho cơ sở hạ tầng như nhà cửa và đường xá. Ngoài ra, từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa mưa ở tỉnh Vân Nam, tháng 7 và tháng 8 là thời kỳ trung bình của lượng mưa. Sau trận động đất, mưa gián tiếp kéo dài nhiều ngày, làm gia tăng khả năng xảy ra thiên tai sạt lở đất dốc. Ở những khu vực như huyện Lục Điếm và Kiều Gia, gần khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khoảng 70% các tòa nhà ở dạng kết cấu gạch gỗ, kết cấu gạch dân dụng và nhà kết cấu gỗ đá chưa được thiết kế để chống động đất và khoảng 30-50% trong số đó bị hư hỏng hoàn toàn. Nhà kết cấu gạch và kết cấu khung cốt thép chiếm khoảng 30%, tỷ lệ nhà bị phá hủy và hư hỏng nặng khoảng 10%. Trận động đất đã hình thành một hồ chắn ở Hồng Thập Yển, đã nhấn chìm 1.270 ha ruộng và làm sập 350 ngôi nhà. Mực nước tiếp tục dâng cao do lượng mưa liên tục trong khu vực. Ngoài việc đe dọa sự an toàn của người dân, nó còn gây nguy hiểm trực tiếp cho 7 nhà máy điện ở hạ lưu huyện Huệ Trạch và 641 trạm cơ sở truyền thôn. Tại quận Lục Điếm, 61 trạm gốc đã bị hỏng, chiếm gần 20% tổng số của quận. Trong đó 54 trạm do mất điện và 7 trạm do hư hỏng cơ sở, do đó mất điện liên tục trong khu vực động đất và đường không thể đi lại. Sự cố của các phương tiện liên lạc do mất điện vẫn có thể mở rộng do các yếu tố như không được cung cấp dầu và nguồn điện dự phòng lâu dài và khi càng nhiều lực lượng cứu hộ tiến vào khu vực động đất, nhu cầu liên lạc sẽ tăng lên. Phương pháp ứng phó hiện tại là tích hợp các nguồn lực của ngành truyền thông tỉnh Vân Nam như nhân viên bảo trì, phương tiện liên lạc khẩn cấp, máy phát điện và các thiết bị liên lạc khẩn cấp khác, điện thoại vệ tinh và thiết lập các trạm so sánh công suất ở huyện Lục Điếm và Kiều Gia ở bên ngoài của khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các con đường trong khu vực thiên tai bị ảnh hưởng bởi lở đất làm sập và chặn đường, dư chấn khiến đất đá trên sườn dốc tiếp tục sụp xuống và chặn đường. Kết quả là mặc dù đường cao tốc Triệu Lộ đã không còn bị phong tỏa sau khi sửa chữa khẩn cấp,
nhưng các đường cao tốc như đường Triệu Kiều và đường đá phiến đi thẳng vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn bị phong tỏa. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều phối các nguồn lực như lực lượng cứu hộ và máy móc hạng nặng để tìm kiếm và di chuyển nạn nhân. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vân Nam đã thành lập trụ sở cứu hộ khẩn cấp đường động đất để phối hợp với các sở giao thông vận tải của thành phố và các quận và các đơn vị tư nhân cấp rút thực hiện công việc và thiết lập những cây cầu thép để vượt qua những con đường quan trọng, qua các thung lũng và sông, đồng thời hai hướng Lục Điếm và Kiều Gia đã có thể đi đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để sửa chữa khẩn cấp. Theo nghiên cứu của Cục Động đất tỉnh Vân Nam, động đất ở khu vực này thường có đặc điểm của động đất bầy đàn. Các trận động đất có quy mô tương tự nhau xảy ra liên tục, nghĩa là có thể phải đối mặt với mối đe dọa của động đất có quy mô khoảng 6. Các đới đứt gãy dày đặc ở Vân Nam cũng có thể gây ra các hoạt động gần đới đứt gãy. Để tránh các mối đe dọa đến sự an toàn của lực lượng cứu hộ, nạn nhân tái định cư và các tòa nhà bị hư hại, cũng như sự thông suốt của các huyết mạch giao thông ở khu vực miền núi, các biện pháp ứng phó đã được áp dụng và bổ sung 17 trạm đo động đất mạnh, 2 trạm đo vi địa chấn và động đất, có 42 mảng trạm và 68 trạm theo dõi tiền chấn động đất, để tăng cường giám sát các dư chấn tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!